Khi nào thì cần uống bổ trứng? Mỗi một tháng trong một chu kỳ kinh nguyệt thì sẽ có một số lượng nhất định nang loãng phát triển. Tuy nhiên sẽ chỉ có một nang loãng phát triển nhất, khỏe mạnh nhất. Nang loãng này khi chín sẽ phóng loãng và rụng, các nang còn lại sẽ bị thoái hóa. Ở người phụ nữ bình thường nếu có QH vào thời kỳ này thì sẽ rất dễ đậu thai các bạn nhé. Tuy nhiên với chị em mà có rối loạn nội tiết, trứng không đủ kích cỡ, không có trứng rụng thì rất khó có thể đậu thai. Thông thường những chị em gặp tình trạng này sẽ được các bác sĩ chỉ định sử dụng thuốc kích trứng hay còn gọi là thuốc bổ trứng vào ngày thứ 2 hoặc 3 trong chu kỳ kinh nguyệt, đồng thời sẽ phải theo dõi siêu âm để biết được sự phát triển của nang trứng. Khi trứng đủ kích cỡ và chuẩn bị rụng sẽ là thời điểm thích hợp để QH tăng khả năng thụ thai. Tuy nhiên, lời khuyên cho chị em là nên sử dụng thuốc bổ trứng trước từ 3 đến 6 tháng trước khi có ý định mang thai. Mục đích cho việc làm này là để cơ thể có những dưỡng chất thiết yếu và chuẩn bị cho việc thụ thai được suôn sẻ. Trong đó thì thuốc bổ trứng chính là giải pháp tuyệt vời trong việc bổ sung những dưỡng chất tăng lượng tiết tố cho chị em mong con. Hiện nay thì trên thị trường có rất nhiều loại thuốc bổ trứng. Tuy nhiên thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các chị em một sản phẩm giúp bổ trứng tăng cơ hội thụ thai đã được rất nhiều chị em tin tưởng sử dụng. Đó chính là viên uống linh tự đan platinum này nhé. Chỉ với 2 viên linh tự đan platinum mỗi ngày vào bữa trưa và bữa tối sẽ giúp cung cấp các dưỡng chất cho trứng và các tế bào nang trứng, cải thiện chất lượng tế bào trứng, giúp trứng to, chắc khỏe, rụng đều và đúng chu kỳ, tăng cơ hội đậu thai. Làm được điều này là nhờ trong sản phẩm linh tự đan platinum có được bổ sung thêm hai hoạt chất mới, đó chính là tasiflin và niacinlastin. Đây là hai hoạt chất có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào trứng do các gốc tự do, thúc đẩy quá trình hình thành nang trứng và trứng, cải thiện chất lượng tế bào trứng và phôi. Ngoài ra, sản phẩm này còn có chứa các thảo dược quý phù hợp với các chị em bị đa nang buồng trứng, AMH thấp, niêm mạc tử cung mỏng. Sản phẩm thì được Bộ Y tế chứng nhận cũng như được bào chế bằng công nghệ lượng tử hiện đại tiên tiến nên giúp cho sản phẩm linh tự đan platinum này an toàn, lành tính, đem lại hiệu quả cao cho người sử dụng. Do đó mà các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn linh tự đan platinum để bổ trứng, phục hồi và tái tạo niêm mạc tử cung, tăng cơ hội đậu thai các bạn nhé. Đồng thời sản phẩm này thì đang có ưu đãi mua 6 cộng 1. Hãy ấn vào giỏ hàng bên trái để đặt mua sản phẩm linh tự đan platinum này nhé.